Nếu như anh chị nhà mình tài chính không có đủ mua một dàn karaoke sang trọng như thế này mà nhu cầu của mình thì ít thôi, khoảng 5 đến 10 người đi du lịch, đi chơi, đi lễ, thì em giới thiệu với các bác đây là một mẫu loa nội địa chung. Mẫu loa này là một cái, mình theo mình nghĩ thôi, là một cái sáng chế rất là thông minh của các anh em nhà hàng xóm. Mẫu loa này thì có 2 bát 16 đây, và 1, 2, 3 đến tận 3 con chép lận đây, 2 bát 16. Nhưng tớ rất thích ở cái loa này là cái thiết kế, ngoài cái thiết kế đẹp ra, ở Việt Nam mình chưa có một con loa nào mà mặt lưới đằng trước sát mà đẹp như thế này. Đây anh em nhìn thấy rõ lộ thiên 2 bát thì người ta làm lưới rất là chắc chắn. Thứ hai là dù da của người ta bọc da hoàn toàn 100 là hàng nội địa. Đây, hàng nội địa của người ta nhá. Và hai cái quay sắt rất là chắc chắn này. Tiếng mic con này hát echo rất là quệ quý vị ạ. Hát echo rất là mượt mà luôn. Nếu mà nhà mình công suất nhỏ trong gia đình hát echo rất là mượt. Và có cổng mic, cổng guitar riêng biệt. Các cái nút người ta làm nổi rất là đẹp như thế này. Ở đây có một cái lỗ như này. Đây, lỗ này không phải là để làm gì cả, để cho cái tiếng cái chân loa chúng ta có thể để lên được. Và cái tiếng mic, tiếng bass của nó nghe cực kỳ tê. Tí tách mà tiếng mic nghe rất là mềm quý vị nhỉ. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn rơi đi em. Bây cho bạn nghe thử nhé. Tiếng mic đấy, tiếng mic nhạc đây này. Nhạc. Nghe rất là mượt mà. Em phải nghe nhạc. Xin chào.